Trong chương trình tự hào di sản văn hóa Việt Nam, chùa Thiền Tông Tân Diệu tại tỉnh Long An đã được Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam trao tặng bảng vàng vinh danh và bằng khen do đã có công lưu giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Hiện chùa đang phổ biến pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam do 36 vị tổ sư Thiền Tông truyền viên theo dòng thiền. Trong đó có vua Trần Nhân Tông. Chùa có hệ thống giáo lý, giáo kinh, có tôn chỉ, nội quy. Vào năm 2017, thì chính quyền tỉnh Long An và Hội Đạo Phật đã cấp phép cho công bố quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông do soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn được công bố tại chùa Thiền Tông Tân Diệu. Năm 2019, chùa được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương và kết nạp làm thành viên vì đã góp phần làm cho con người bớt mê tín dị đoan, hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.